Hello, Mỹ Quốc Tân xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại siêu thị ô tô xe máy Phương Nam nè anh chị các bạn. Đấy, cũng như là vừa mới về lô xe thì em vào cửa hàng như là cập nhật cho anh chị các bạn mình luôn ha. Ở và địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Số điện thoại thì em có để trực tiếp trên màn hình rồi đó, có Zalo luôn. Và số của anh chủ nha anh chị các bạn đây. Đây mình sẽ cùng với anh chủ như là chi tiết xe mới về trước cái đã anh chị các bạn ha. Dạ chào anh. Hello, xin chào toàn thể anh em mình nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu mấy mẫu xe côn tay rồi xe số để chia cho anh chị em mình nhé. Thì hiện tại bên cửa hàng cũng có rất là nhiều dòng xe đó. Như anh chị em mình thấy như là ống kính đó. Thì bên cửa hàng em có bán hỗ trợ trả góp qua ngân hàng, nếu anh chị em mình cần hỗ trợ hoặc là anh em mình mà ở xa không tới được có thể là nhắn tin qua Zalo cho em sẽ chụp hình chi tiết. Còn anh em mình đặt cọc em sẽ ship xe cho cả nhà mình nhé. Thì hiện tại ở đây thì có một con Winner bản V1. Con này mới về xong, máy móc thì ngon, xe chưa có rửa giấy rồi. Con này thì bên cửa hàng em bán cái giá là 23.900.000 nhé, 23.900.000 thôi. Còn con kia thì đang rửa. Có con mấy con Uberlate đổ thì... Có cái đấy thì sau đấy đi vào trong đi. Bên trong cũng còn rất là nhiều xe nha anh em. Giờ 15 đồ này kia còn cũng còn rất là nhiều. Nhưng khi video này thì em sẽ quay mấy dòng mấy con xe mới về. Mô tô giá rẻ đây. Có con này nó độc nhất vô nhị. Bốt City KBG 125. Bốt City đúng rồi, 125. Con này mà có 25.900.000 thôi. Dạ. Đó, anh em mình quan tâm cái dòng này liên hệ với em nhé. Máy móc ngon lành, có bộ tem chùm rất là đẹp. Con này biển số 84. Con này mới về xong. Đèn tem chùm nha anh chị em. Bốt City. Còn mấy mẫu GSX này kia cũng còn luôn. Con này thì 2021 chưa có giá. 389. Còn nó 38 triệu chất chính. Rồi đây Winner. Là cái dòng Winner bản V1 thì bên cửa hàng em cũng đang giảm giá rất là sâu luôn. Đang xả cắt lỗ cái lô này, cái món này. Cũng có mấy anh em cứ bình luận bảo là có thấy giảm giá đâu, nhưng mà thật ra sự ra thì những cái video trước á, giá của nó cũng so với thị trường bây giờ thì nó hơi cao. Bên cửa hàng đã giảm tới mấy triệu một chiếc luôn. Ví dụ như cái con này, như bên trên cái video này đi, thì em sẽ giảm thêm cho anh chị em mình 1 triệu trên một xe này nữa nhé. Ví dụ như là con này đi, 25.900.000, thì giảm thêm cho anh em mình 1 triệu nữa là còn 24.900.000 là phiên bản CBS biển số 67. Còn sang bên đây là biển số 36 phiên bản ABS. ABS thì con này cũng biển số 36 là 28.900.000, còn giảm được 1.900.000, còn giảm 1 triệu nữa còn 27.000.000. Cũng nói chung là xe thì nó cũng tùy theo xe zin, máy móc xe zin này, rồi là xe không đâm đụng té ngã gì, xe nó đẹp thì xe đẹp, giá xe xấu có thể là nó có những con là ơ đo thấp thì giá nó cũng nhỉnh hơn một xíu. Còn nếu mà thuộc diện mà xe mà nó dập rồi thì nó cũng có những con thì nó cũng rẻ đó. Nhưng mà xe mấy cái mẫu này anh em mình mua về là đổ xăng là chạy thôi nhé. Con này cũng biển số 36 luôn, ABS màu đỏ bạc, 27.900.000 phiên bản ABS, giảm 1 triệu là còn có 26.900.000. Rồi con này là con biển số 59. 59 là phiên bản CBS. Con này thì dán tem HRC. 25.900.000 giảm cho anh em 1 triệu nữa là còn 249 rồi. Rồi sang đây là 28.900.000 con này nữa. Này xả hết luôn. Còn nếu mà anh em mình mà cần hỗ trợ trả góp cầm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân nhé, cũng có thể nếu mà anh em mình đủ điều kiện thì không cần phải trả trước những mẫu xe như này. Đó. Hoặc nếu ví dụ như là phải trả trước là khó thì trả trước chừng 6-7 triệu là nhận xe thôi nhé. Rồi sang đây nữa là con biển số 69 này, con này màu đỏ xám, con này cũng 25.900.000, cũng được giảm 1 triệu luôn. Tiếp theo sang đây là 27.900.000.
đó, tem sơn 3D rất là đẹp, biển số 67. Con này cũng được giảm 1 triệu luôn, là còn có 26 triệu 9 thôi. Rồi sang đây, đây là màu xanh, con này biển số 47, 25 triệu 9, còn 24 này. Sang đây, đây là con này là 28 triệu 9 này. Phiên bản combo xanh xám ABS. Còn bên đây là 28 triệu 9 luôn. Hai con cùng màu, một con biển số 95, một con biển số 93. Còn con phiên bản màu đen nhám, đen vàng đồng này biển số 75. 28 triệu 9. ABS đúng không anh? ABS, đấy phiên bản CBS thì còn 24 triệu à. Rồi, ok nha anh chị các bạn. Qua đây là còn V1 nè. V1 rất là nhiều luôn. 2, 4, 6, 7 chiếc. Đây, như con này 24 triệu 9 là phiên bản 2019 màu đen nhám này. Máy móc thì em bao cho cả nhà mình nhé. Zin. Xe đẹp. Kiểu bình quá. Con này biển số 65. Con màu vàng đen này biển số 66, con này là 22 triệu 9 thôi. Đó. Rồi con màu xanh trắng xanh bên đây là biển số 84. Con này giá cũng 22 triệu 9 này. Thôi anh em mình tới em bớt thêm cho 1 triệu nữa nhá, những cái mẫu này nhá. Giá dạ, luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là 22 triệu 9 tiếp, con này biển số 67 là tem sơn 3D này. Con biển số 37 này. 23 triệu 9 bớt cho anh em 1 triệu là 22 này. Nó chỉ bằng một chiếc UA, nhưng mà anh em mình chạy một chiếc xe côn tay khối động cơ là 150 dòng Winner này chạy cực kỳ là mạnh luôn. Đó. Thế bây giờ mà tầm tiền này chắc chỉ mua được một chiếc UA mới thôi. Con này biển số 74. Màu đen nhám 2019. Biển số 74, 24 triệu 9. Rồi con bên đây là biển số 84. Con này màu xanh này, thì con này đi trái 62. Con này đi nội công rồi. Chạy bao phê bao tê tái. Cực kỳ mặn luôn anh em. Cực kỳ là mặn. Rồi sang đây con màu đen mới về xong. Đó. Đen nhám biển số 68. Con này cũng 23 triệu 9 rồi cả nhà mình nhé. 23 triệu 900. Thì ở đây em sẽ cập nhật luôn cho anh em mình nhé. Rồi sang đến cái dòng Sonic. Sonic thì hiện tại còn 3 chiếc. Một chiếc trắng đỏ này 34 triệu 9 này, biển số 67. 67 HF1 14244. Rồi sang đây là một con Raider sang cơ. Con này thì 2015. Biển số 66 H1. Con biển số hơi bị đẹp ấy, 111 456. Đây. Quay luôn cái biển số rồi nhá. Đây số 1456. 111 456. Anh em Đồng Tháp mà mua con này về thì đúng bài luôn. Mà chả phải là Đồng Tháp, ý là ở đâu cũng được. Mà. Bởi vì xe này nó dưới 20 triệu. Con này bán anh em mình là 18 triệu 9 nhá. 18 triệu 9 nhá. Đó, đây là sang cơ. Rồi sang đây là Sachia. Sachia con này biển số 65, 36 triệu 900. Cái này mẫu 2020. Đó, Sachia tiếp theo 36 triệu 9 luôn, con này biển số 61, màu đen. Rồi Sachia nữa 34 triệu 900 thì con này đang rút hồ sơ màu tím. Sonic 34 triệu 900. Biển số 69. Rồi sang đến đây là con Sonic cuối cùng 33 triệu 900 là anh em mình đã có Sonic rồi. Đó, biển số 49. Rồi con Raider sang cơ. Con này 19 triệu 9 thôi, con này biển số Sài Gòn. Cái anh chị em mình mà thấy con nào nó hợp lý thì ủng hộ em nhé. Còn qua bên đây thì cũng quay luôn cho anh em mấy con xe mới về. Ví dụ như là SH mới về này. Đó, một cặp này. S-Center nữa nha anh chị các bạn. Một cặp mới về. Một con biển số 60 là đời 2019 và con này là 2015 biển số 63.
58.900 mà full ý màu đen luôn nhá. Rồi con bên đây là biển số 60, con này giá của nó là 86.900 là phiên bản là 150 ABS nhé cả nhà mình nhé, 150 ABS. Rồi đó, tiếp tục nha chị. Vào bên phần bên trong kia, bên trong thì bên cửa hàng mới về con Vaio màu đỏ này, 150 biển số 61, giá là 42.900, 61E1 đó, 150 màu đỏ, xe một chỗ luôn. Cái này thì mới đổi SH hôm qua của em trai ở trên Tân Uyên mới đổi. Yeah. Rồi ok đó, còn vào trong đây là có con BCX này đấy, cũng mới về, con này chỉ có 20.900 thôi, đời 2013. Rồi con Uy, đây anh em nào cần xe đi làm đây, xe em đổi khách 59U1 94058 Uy, Uy RS bán anh em mình 10.900 nhé. Quay này đi khá là bòn luôn nha anh chị các bạn. Hôm nay thì anh em mình mua về để đi chạy dịch vụ, làm dịch vụ như Grab hay là chở hàng, chở hóa là rất là ok. Rồi, cái mấy cái xe này lúc trước là mấy bạn ở vùng cao là hay đặt mua lắm, ở trên Túc Ngoài Bắc á, phía Hà Giang đổ hay chọn dòng đó. Rồi qua bên đây là S150. Anh chị các bạn mình cần xem những dòng xe về bình luận mạnh dưới anh chị các bạn. 300i nè. Dạ, 300i cũng. Con này thì 300i, con này biển số Sài Gòn mà. Biển số có đẹp không? 13513. Dạ. Con này cũng phun đồ lên đồ đẹp lắm. Đẹp lung linh luôn. Máy móc zin đét nhá. Cái bô cực kỳ là ok. Con này thì đời 2008, cuối 2008. Đó, cực kỳ là chất luôn. Còn cái bô rất là đẹp nha anh chị. Bồ. Máy thì êm ru, xe êm zin, lên cặp cuộc đấy nữa, cuộc dầu hiệu gì đó. Ông đồ chơi con này mà lên thì cũng khoảng độ hai mấy triệu. Đó. Xe rất là đẹp, màu đỏ. Đỏ đen. Thì bên cửa hàng ngoài ra còn rất là nhiều dòng xe. Cực kỳ là nhiều. Con này thì hôm nay mới lôi ra để rửa lại mà nhìn lên đẹp không, bóng lở luôn đấy, cái sơn còn rất là đẹp nha anh chị, sơn rất là đẹp, bóng lở luôn, rất là đẹp luôn nhá. Biển số 67 bán anh em mình 22.900. Rồi đây con bên đây là led 2 tầng, con này 28.900, đời 2019 nhé. Con này biển số 37. Rồi con cam đen kia là biển số 69. Con này là mới kinh cả nhà mình nhé, 32.900. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây mình có một con xe nhập của Thái Lan. Đó, hiệu là Rock GPX. Con này là 110. Con là 110. Con này 2022 nó mới chạy có 1.300 cây số thôi. Con này rất hợp cho các anh như cà phê, cà pháo hoặc là các em đi học thì nó rất là trang nhã, nhìn đẹp cực kỳ. Đồng hồ thì đồng hồ LED. Đấy, bóng thì cũng LED 2 tầng, công nghệ mới hết. Đấy. Xe đẹp, biển số 60. 13465. 13456. Xe chạy 1.000 cây số thì như chiếc xe mới rồi cả nhà mình nhá. Không xe có rất gì đẹp cả nha mọi người. Đó. Là còn phun xăng điện tử FE. Mẫu này mà phun xăng điện tử thì chạy thì chắc tiết kiệm xăng lắm đấy. 110. Kiểu dáng rất là đẹp. Như chiếc Super Dream của mình. Super Dream của mình mà bây giờ nếu mà tầm, à quên nói giá luôn.
giới thiệu xe nói giá. Con này bên cửa hàng bán giá 25 triệu. Dạ. Yeah. Có hỗ trợ trả góp luôn. 25 triệu anh chị. Xe mới đi mới có 1000 cây anh em. Hãng gặp phết. Đấy, mâm thì đa chấu. Đĩa, nước người chưa. Rất là đẹp. Rồi, tiếp tục. Fuel. Fuel chờ còn 2 chiếc, chiếc màu trắng này 19 triệu à 16 triệu 9. biển số 64 F1 03380. Còn con bên là biển số 66 22 triệu. Đó, còn S150 cũng còn rất là nhiều. Hàng 2017 này. 22 23 triệu 9. Giảm anh em mình 1 triệu luôn. Con này biển số đâu này? Con này biển số 69 38135. Rồi sang đến đây nữa, con này là biển số 66. Máy êm ru nhá cả nhà mình nhá. Máy êm ru nhá. Con này thì thiếu mất bộ tem. Rồi. Rồi sang đến con đỏ, đỏ này nữa. À. Con này cũng 23 triệu 9 nhá. Rồi sang con đỏ đen này là 23 triệu 9 luôn. Còn giảm 1 triệu nữa là còn có 22 triệu 9, con này biển số 66. 155557, biển số cũng khá là đẹp nhá cả nhà mình nhá. 66H11 và 3 số 5 con 7 cuối. Rồi. Đó. Rồi tiếp theo sang đây là con mới kinh biển Sài Gòn. Con này có 24.900 thôi. 249. Rồi sang bên đây là con màu cam. Bán anh em mình là 23.900 thôi. À 24.900. Rồi bớt 1 triệu còn 23.900 nhá. Con này biển số 83. Rồi màu xanh GP biển số 86 đây. Đó. Xe con nào đấy đẹp lung linh luôn, con này hiếu bình. Thì các bạn mình có quan tâm mẫu X-Center nè, Winner nè, mình đến cửa hàng mình tha hồ lựa luôn, cũng như là SH nha chị các bạn, rất là nhiều loại xe. Rồi. Con này biển số 62. Cũng 23 triệu 9, giảm anh em mình 1 triệu, còn 22 triệu. Đấy còn ngoài ra kia là còn mấy mẫu đây chứ bên này chưa. À đây. LED 2 tầng 26 triệu 900 màu đen nhám biển số 61. Rồi màu trắng biển số 63 23 triệu 9 giảm 1 triệu còn 229. Màu trắng tiếp theo con này 22 triệu 9 giảm anh em 1 triệu còn 21 triệu 9. Con này biển số 73. Rồi còn ngoài ra kia là 155 hiện tại còn 6 chiếc thôi. Đó. Chiếc nào như chiếc đấy anh chị các bạn, rất là mới luôn. Xe rất là lớn anh chị. Con đầu tiên biển số 37, con này là 36 triệu 9 phiên bản khói chìa nhá. Còn con màu xanh GP này là biển số 77, con này là 38 triệu 900 phiên bản khóa Smart K. Màu đỏ khóa Smart K 37 triệu 900 biển số 83. Màu trắng biển số 68 38 triệu 900. Đó, 38 triệu 900 tiếp biển số 37 G118109. Rồi con này biển số 94. Cũng vậy luôn. Con nào con đấy thì đều máy móc ok hết cả nhà mình nhá. Đó. Thì các bạn có quan tâm dòng xe nào mình đến ngay địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương nha anh chị. Hoặc liên hệ qua số Zalo trên màn hình em có để ha. Ngoài ra thì mình có hàng còn rất là nhiều mẫu xe như là Taiga nè, SH nè các bạn, đủ các mẫu luôn. Còn rất là nhiều những dòng xe nhá cả nhà mình. AB. Anh chị em mình có quan tâm thì cứ alo cho em. Đó, dòng SH thì bao nhiêu đủ màu luôn. Đó anh chị các bạn. Trời luôn. Đó, có mấy con giới thiệu ở nhà kia, có con này mới về này, ADV này, ADV màu đen vàng đồng này, phiên bản 155 ABS, đời 2022 chạy 2000 cây số, giá của nó là chỉ có 68 triệu 900 thôi. ADV thì bên đây còn xe mới nè. Anh này mình thích xe mới, có xe mới chưa lăn bánh luôn. 82 triệu 9 xe mới chưa lăn bánh. Đó, có hai sự lựa chọn anh em mình thích kiểu gì thì cứ chưa đổ xăng luôn. Basic, rồi. Basic đây là con này 48 triệu 900, con này ơ đo có 3000 cây số. 3000 cây số. Rất là nhiều luôn. Ok, thì còn những cái
mẫu như là mô tô kia thì anh em mình bấm hoặc là liên hệ qua Zalo cho mình nhé. Mình sẽ báo chi tiết cho anh em mình từng video, từng con, từng clip một nhé. Anh em quan tâm đến dòng nào thì cứ bắt máy lên hoặc nhắn tin cho qua Zalo nhé. Thôi video này xin dừng ở đây. Xin chào cả nhà mình nhé. Dạ, cảm ơn anh. Đó, vậy các bạn mình cần xem cái dòng xe gì ở trong video này không có quay á, trực tiếp liên hệ qua Zalo luôn anh chị các bạn hoặc bình luận bên dưới nha. Lúc sau em sẽ quay và cập nhật cho anh chị các bạn mình liên tục luôn ha. Xem nhớ cho em xin một like như là một lượt đăng ký kênh nha anh chị các bạn, và đừng quên nhấn vào chuông cái video mới em xuất hiện sẽ cập nhật cho anh chị mình nhanh nhất để mình nắm được cái giá xe mới nhất nha. Em sẽ liên tục cập nhật giá xe hàng ngày cho anh chị các bạn mình luôn. Và cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video, hẹn gặp anh chị các bạn ở video tiếp theo.